Thì theo lời yêu cầu của một khách hàng ở Nha Trang, hôm nay mình sẽ ghép một cái bộ dàn bao gồm là mixer số XR12 của Behringer và cặp mic DB Acoustic model là 550 Pro. Mình sẽ ghép qua bộ dàn bao gồm là con súp của Turbo Sound model là IB15. Con này là súp Acti-Bass 40 ha. Thì cấu hình của mình là cứ hai kênh left right mình đưa xuống con sub Acti này, nó sẽ đánh qua cái cặp loa IB15. Ví dụ như hai cái cặp con IB15 là nằm đây, con bên trái là con này, còn con bên phải là con này ha. Còn đây là con sub, thì con sub này bản thân nó là Acti, nó đánh cho hai cái loa này luôn. Mình không cần công suất nữa, mình chỉ cần một con mixer như một con micro là mình chơi được rồi. Đây là đường nhạc ha, mình sẽ lấy laptop mình đưa vào trên đây, kênh 5, kênh 6. Còn đây là hai cái dây micro từ bộ mic đưa lên. Khi quý khách hàng mua con mic này, mic DB550 Pro, thì mình sẽ tặng cho quý khách hàng cái cặp dây như thế này. Cặp dây rất là xịn nha. Mua ngoài thị trường cũng 460 ngàn chứ không có rẻ đâu. Giá thì con mic này cửa hàng bán khác bán nhiêu thì bên em sẽ bán vậy ha. Nói chung là giá rất là tốt, thì em không có nói xạo đâu ha. Thì quý khách hàng có nhu cầu thì cứ liên lạc là sẽ biết. Rồi bây giờ em sẽ kéo cái máy quay nó xa ra, em sẽ đứng em hát trên cái bộ dàn của mình cho mọi người cùng nghe ha. Bây giờ thì em sẽ test thử qua cái bộ dàn bao gồm là một cặp IB82 của Turbo Sound. Cặp này là bass 20, treble là 1 inch. Thì cái cặp này nó là được thiết kế đi chung với lại con sub Acti model là IB15B. Con này là bản thân nó là con sub Acti bass 40 rồi mà nó còn có đủ công suất để nó đánh luôn cái cặp IB82 này ha. Thì theo nhu cầu của khách hàng, em test cho một anh khách ở Nha Trang. Anh muốn dùng con mixer XR12 này của Behringer. Rồi test chung với lại con micro 550 Pro. Thì con 550 Pro này hiện tại em đang dùng là cái pin sạc ha. Thì có nhiều khách hàng cứ nói rằng là pin sạc 1V2 là không có dùng được đâu. Nhưng mà thực tế em đang nói nè, em đang dùng nè, vẫn dùng bình thường ha. Thì mình vẫn dùng bình thường ha mọi người. Thì khi quý khách hàng mua sắm sản phẩm của bên em bao gồm bộ micro không dây sẽ được tặng cho một cái bộ pin sạc Energizer trị giá là 380.000 đồng. Nếu quý khách hàng nào mà nhà mình có pin sạc này rồi, mình không cần dùng pin nữa thì sao? Thì bên em sẽ tặng cho một cái cặp dây jack Neutrik chính hãng. Dây jack 6 ly này của Ren, dây này là của Van Ami của Anh, thì đảm bảo là chất lượng rất là tuyệt vời ha. Thì những khách hàng mà đã từng mua sản phẩm của bên em á, thì mới thấy được cái độ tuyệt vời của nó. Chứ nói khơi khơi ra như thế này thì mình nhìn thấy thì nó cũng giống như đồ trên thị trường thôi, đâu có gì mới lạ đúng không? Thì bây giờ em kính mời mọi người thử qua cái chất tiếng của con micro này và qua với cái bộ dàn như thế này. Thì em sẽ hát một cái bài hát mang tên là Lan và Điệp 4. Thì trước tiên mình sẽ test cái effect của nó xem như nào ha. Cái máy tính thì em để phía này trước đối diện để mình nhìn chữ chạy mình còn hát tại không có thuộc lời ha. Bây giờ mình sẽ thử effect ha, cho là tiếng. Đây là tiếng reverb liên 6 9 6. Xì sọt là khá 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 bay ha mọi người. Rồi, bắt đầu là echo. Em tắt reverb, em cho echo. Echo này là cho nó hơi mỏng thôi, thì để tiếng nó sẽ bị gọi là nó rõ lời. Bởi vì mình hát mà echo mà nhiều quá, lặp đi lặp lại, thì sở thích của mọi người mọi khác. Cá nhân em không có thích lặp đi lặp lại nhiều, để cho cái lời của mình nó sáng lên và nó rõ ra ha. Đó, echo để như vậy. Bây giờ mình sẽ cho effect đi chung. Lên 6, 9, 1, 2, 6, 9. Nhìn rất là bay, tiếng rất là bay nha. Rồi, bây giờ em sẽ cho play nhạc. Lên 1, 2, 6, 9. Hoàng hôn buông xuống trên mái đầu còn xanh mà tin trắng lành, chân bước thật màu đợi con gì ngày sau khi đã cách xa nhau.
đời sao oan trái, một vòng dây oan trái nên tình vùi sâu. Người tôi thương yêu ra trước nóng thiên môn, buồn bà tôi đâu không nói một câu, bồi hồi càng nhìn nhau lệ tuôn nhớ sóng trào. Một cánh hoa thắm những đời vội dập ba tay, tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Vì làng không tránh, bởi vì làng không tránh nên càng sầu thôi. Lan ơi, điệp về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bài thơ, nhưng đâu ai ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, thẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai. Nhưng nay mình đành chung lệ cây, tình vội chôn từ đây, vội chôn từ đây. Xem coi có hú hay không ha. Hơi hú ha mọi người. Nhưng mà ông ai hát ông đứng cái kiểu như vậy, nhìn cả mình đứng gần như vậy là cũng không hú ha. Lan ơi, điệp về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bài thơ, nhưng đâu ai ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai. Nhưng nay mình đành chung lệ cay, tình vội trốn từ đây, vội trốn từ đây. Chùa xa chuông đổ tan giấc mộng phù thê, người xin hãy về. Nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ, vui sầu nơi đây hồ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng: vào yêu xin nhớ người, vào yêu xin nhớ hồng thêm chữ giờ. Thì vừa rồi mọi người vừa nghe thử qua cái chất tiếng của cái bộ dàn như vậy. Thì bộ dàn như vậy phù hợp cho ai? Thứ nhất là các cái khu chung cư căn hộ cao cấp, diện tích nhỏ vào khoảng 12-15 m², mình dùng cái bộ này là tuyệt vời, không ảnh hưởng nhà hàng xóm ha. Thì với cái bộ loa IP82 này, con này cái tiếng lời của nó rất là hay luôn. Bass 20 thì mọi người đều biết rồi đó, tiếng lời ca nó rất là hay. Nhưng mà có hỗ trợ thêm phần bass từ cái con sub Acti Bass 40 này thì quá tuyệt vời luôn. Dùng cái con này mà mở nhạc mà remix là sướng là khỏi chê luôn ha. Thì có đối tượng khách hàng thứ hai nữa là các cái phòng karaoke nhỏ, ví dụ như là các cái phòng hát với nhau nhỏ nhỏ, hoặc các cái quán cà phê nhỏ nhỏ, hoặc là các cái quán ăn nhỏ nhỏ. Mình chơi cái bộ này đóng cửa kính lại
mở nhạc du dương là rất là tuyệt vời luôn ha mọi người. Thì chất âm của Turbo Sound thì như mọi người nghe qua đó, thì em thấy thật ra loa của bên em có rất là nhiều dòng. Next cũng có, DB Acoustic cũng có, Binger cũng có, Turbo Sound cũng có. Thì cá nhân em nhận thấy là dòng Turbo Sound chất âm của nó là nói chung là khó mà chê được ha mọi người. Mình không dùng từ là em không, gần như là em rất là khó ít khen cái thiết bị. Nhưng mà các cái dòng của Bi Turbo Sound này là thật sự mà nói là rất khó chê ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.